em chị ạ. Học thế mới vui. Hôm nay xin mời các bạn ra đập ống pinata để tham gia trò chơi rất là thú vị đấy nhá. Trong mỗi chiếc bóng pinata mà các cô đã chuẩn bị thì có những quả bóng sẽ không có kẹo, và mỗi lần chơi của chúng mình sẽ có 4 bạn và 1 cô mời con.